Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.396.205 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 12.747 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.116.927 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 139 ca. Từ 17 giờ 30 phút ngày 24 tháng 8 đến 17 giờ 30 phút ngày 25 tháng 8 ghi nhận 2 ca tử vong tại Bà Rịa Vũng Tàu 1, Tây Ninh 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.110 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.